Ngoài làm bánh ra, tôi không hề giỏi gì hết. Mà mọi người cũng biết, kinh doanh và làm bánh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người mà tôi muốn giới thiệu, đó chính là người đã đưa ra đề án, cũng như đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, trong lúc tôi đang làm bánh. Và người đó chính là chị hai của tôi. Hả? Chị Thụy Kha. Tôi đại diện cho bà Khuê, là thành viên của hội đồng, tán thành ý kiến của anh Hữu Nguyện. Ồ. Bảo, tôi tới để thông báo quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới cho công ty cổ phần thực phẩm Thành Phát. Dạ, tổng giám đốc mới có phải là Trần Thụy Kha? Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay.